có phải con không nhận ra mẹ nữa không? Mẹ là mẹ đây mà, mẹ xin lỗi con. Trong thời đại tình yêu và hôn nhân đều có phần bừa bãi này, sự thất bại lớn nhất chẳng có gì ngoài sự có lỗi với con cái. Cô gái trốn trong góc tường, âm thầm cổ vũ cho con trai. Đứa bé không biết nên tỏ ra thế nào, chỉ vừa lau nước mắt vừa học. Nhìn thấy cảnh này, người mẹ như muốn sụp đổ. Cô đi ra góc tường khóc thất thanh. Đây là lần đầu cô gặp con sau khi ly hôn. Có người nói tình yêu là sự rung động trong một khoảnh khắc, hôn nhân là sự đau đớn cả đời. Còn có người nói người đó thấy mình bây giờ. Cô gái này là một người mẹ đã ly hôn. Chiều cao chưa đến 1m5 nhưng lại một mình lái được chiếc xe lớn. Kỹ thuật thuần thục, không hề thua kém đàn ông. Vì là tài xế nữ duy nhất trong công ty, đồng nghiệp đều dành sự ưu ái cho cô. Tuy bình thường hay giao lưu với những người đàn ông thô kệch nhưng qua cửa kính, có thể thấy có một con gấu bông được treo ở đó, chứng tỏ trong tâm hồn cô vẫn có phần nào là thiếu nữ. Công việc của cô ấy là đi lại giữa hai nơi khác nhau. Đi ban đêm, một chuyến hai chiều mất 8 tiếng. Đường đêm dài đằng đẵng, hát trở thành cách tiêu khiển duy nhất của cô. Khi đến nơi, cô mở xe ra một cách thần thục, tắm, giặt quần áo bằng nước lạnh ở nhà vệ sinh. Trông thì lộng lẫy, nội tâm lại bàng hoàng. Nắp xe phía trước dùng làm giá treo quần áo. Để tiết kiệm tiền, cô thường giải quyết giấc ngủ ở ghế lái. Cô nói khi mới tìm việc, cô đi phỏng vấn ở ba đội xe mà không được. Họ lo cô là con gái, lại nhỏ tuổi, không chịu được khổ. Còn có người nghi ngờ cô mua bằng lái xe. Cô ôm suy nghĩ chỉ cần không từ bỏ thì sẽ thành công, gia nhập vào đội ngũ xe tải. Bình thường, lúc vui nhất của cô là được gặp chồng trong một khoảng thời gian ngắn khi đi giao hàng. Tuy sống như một người đàn ông nhưng cũng cần được bảo vệ. Người đàn ông này là chồng cô, hai người tuổi tác gần nhau, lại chung ngành nên quen nhau trên mạng chưa đến 3 tháng đã đăng ký kết hôn. Đội xe đưa dâu là một hàng xe tải. Nói đến chồng, cô ấy không nhịn được mà thấy ngại. Anh ấy lái xe tải lớn, trông ngầu lắm bạn biết không, thực sự là rất ngầu. Không rõ đó là sự kích động nhất thời hay là cảm giác buồn vì không gặp nhau sớm hơn. Tóm lại có thể tìm được một nửa trong mắt chỉ có mình là điều hạnh phúc nhất. Sau khi kết hôn, họ rất ít khi gặp mặt. Đường người chồng một lần đi phải mất 3 ngày, đường của cô ấy mất 2 ngày. Đôi vợ chồng tân hôn 2 tuần mới gặp được một lần, chỉ có thể thể hiện nỗi nhớ cho đối phương bằng điện thoại. Ban đầu người chồng rất phản đối vợ chạy xe tải đường dài. Anh cho rằng phụ nữ nên ở nhà chăm chồng dạy con. Hơn nữa một mình cô ở ngoài không an toàn. Nhưng cô ấy mặc kệ suy nghĩ đó, chính nó đã khiến cô đi xa hơn trên con đường này. 3-4 giờ sáng là lúc dễ buồn ngủ nhất. Cô chỉ có thể ăn que cay để tỉnh hơn. Hai người họ rất cố gắng, họ tin đến cuối cùng, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Sau mấy năm vất vả, hai vợ chồng tươi cười đi vào cửa hàng xe, mua một chiếc xe thuộc về chính mình. Những ngày tháng khổ cực cuối cùng cũng kết thúc, nghênh đón niềm hạnh phúc. Cô tự tay đính biển xe lên. Lần đầu đi biển, sự cực khổ khi làm việc đều được giải tỏa. Đôi vợ chồng trông rất hòa thuận, hạnh phúc còn một quá khứ họ không dám nhìn lại. Trước khi quen chồng, cô ấy còn một cuộc hôn nhân bất hạnh nữa. Bố cô vì nhà nghèo, quan niệm lạc hậu nên gả cô ấy đi vì số tiền sính lễ hơn 800 đô. Sau khi kết hôn ngày nào cô cũng phải dậy lúc 5 giờ, ăn mì tôm, chồng cô uống rượu vô độ, say rồi làm càn. Cô thường bị đánh, lần nặng nhất cô còn phải nằm trên giường nửa tháng không dậy được. Cô chọn chạy trốn hết lần này đến lần khác nhưng lần nào cũng bị người nhà đưa về. Sự vô tâm của gia đình khiến cô tuyệt vọng, vậy nên cô ấy cầm 70 đô sang tỉnh khác đi làm. Khi đi tàu hỏa, cô còn bị trộm hết tiền. Trong tình trạng trên người không có đồng nào, cô tìm việc suốt 3 ngày, cuối cùng thì ổn định lại ở một quán mì. 3 tháng sau cô âm thầm về quê làm lại chứng minh thư rồi lại âm thầm rời đi. Vì đã quen với những ngày tháng khổ sở, cô ấy là một người rất dễ hài lòng. Vào ngày sinh nhật, người chồng âm thầm chuẩn bị bánh kem cho cô. Chuyện vốn rất bình thường nhưng lại khiến cô ấy cảm động rất lâu. Tuy đã mua xe, nhưng ước mơ lớn hơn của cô là có một nơi để nghỉ ngơi. Vậy là cô ấy quyết định đưa chồng về quê. Nhìn quê hương vừa quen thuộc vừa xa lạ này, lòng cô vừa phấn khích vừa thấp thỏm. Nhưng đường núi về nhà rất khó đi, trên đường về cô vừa hay gặp được mẹ đi mua rau về. Cô ấy vội vàng đỡ lấy giỏ đeo, khoác tay mẹ. Đến nhà, cô vui vẻ ôm cháu rồi đến chỗ bố giúp ông làm việc. Tuy lúc trước bố gả cô đi vì 800 đô tiền sinh lễ nhưng thời gian là thuốc giải. Sự thù hận khi xưa sớm đã biến mất. Nhìn ngọn núi mênh mông này, cô ấy nói ra cuộc sống của mình khi xưa một cách nhẹ nhàng. Ngày nào cô cũng phải dậy khi trời tờ mờ sáng, đi 3 tiếng để đi học. Trời tối mới về đến nhà. Quê hương bây giờ thay đổi quá nhiều, khu chợ bên bờ sông thành khu công nghiệp. Không chỉ có đường lên thị trấn mà trường học cũng được đổi mới. Phòng học rộng rãi hơn trước nhiều. Buổi trưa, nhà họ ăn bữa cơm đoàn viên. Sau đó cô đưa bố mẹ lên thị trấn, chọn quần áo cho hai ông bà. Trông bố vui vẻ khi mặc bộ đồ mới, cô ấy không nhịn được mà thơm ông một cái. Hôm sau cô vừa phấn khích vừa thấp thỏm đến trường học của con trai. Cô đứng bên cửa nhìn cậu con trai đã nhiều năm không gặp, không kiềm chế được, mặt đỏ ửng lên. Từ khi ly hôn với chồng cũ, con cô sống với nhà chồng. Không thể ở bên con khi con cần nhất luôn là sự nuối tiếc mà cô không từ bỏ được. Tuy con trai tỏ ra không thân thiện với cô, nhưng cậu bé luôn rất nhớ mẹ. Cô ấy trốn trong góc khóc, đâu phải cô không muốn cùng con trưởng thành chứ.
Buổi chiều, chồng cô gọi điện đến, thái độ cứng nhắc, không cho cô mua đồ cho con. Tòa đã phán cho chồng cũ nuôi thì không nên lo chuyện bao đồng. Cô ấy cúp điện thoại, thở dài. Cô biết mình có lỗi với con quá, nhưng cũng chỉ có thể bù đắp sự hối tiếc bằng vật chất. Cô mặc kệ sự phản đối của chồng, mua cho con một chiếc đồng hồ điện tử rồi mua một đống đồ ăn vặt đến nhà chồng cũ. Nhìn con trai ăn ngon vậy, cô ấy cười như được an ủi. Cô lái xe cùng con, chụp ảnh cùng con, cho con xem xe tải mà mình lái. Nhưng quãng thời gian bên nhau luôn rất ngắn ngủi. Khi sắp chia tay, cô ôm con, thầm thề rằng khi về cô sẽ cố gắng hơn để cho con cuộc sống tốt hơn. Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, đứa trẻ chỉ có thể nhẹ nhàng vẫy tay. Sau khi về, cô cãi nhau với chồng rất to. Với chồng, cô nên bỏ qua tất cả để sống với mình, chứ không phải tiêu số tiền cực khổ lắm mới kiếm được cho con với chồng cũ. Sau chuyện này, hai người họ có mâu thuẫn. 3 tháng sau, cuộc hôn nhân của họ kết thúc. Cô ấy ly hôn xong tiếp tục lái xe tải. Dù con đường phía trước rất trắc trở, nhưng cô luôn tin rằng mình sẽ tạo ra được con đường riêng của mình. Có lẽ sự bất lực trong cuộc sống cũng là một phần trong cuộc sống. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.